không hạnh phúc được. Hanbok haji antago, hai hình thức này, cái nào cũng được. Hoặc là tôi suy nghĩ là Udusen các y tà là định. Ví dụ như là hoặc là sẽ một ý định nào đó. À, một tí nữa tôi sẽ đi ăn gà gán gì chicken mọc cư sen các gì hiểu. Có ý nghĩ. Có ý nghĩ là sẽ đi gì đó. Nó dạng như là định sẽ, cái bài đầu tiên mình học ở lớp 3 đấy. Udusen các y tà đấy. À, tôi nó bằng với rồi cô ha tà, nhưng mà gì đây, cái dạng là ý nghĩ. À, hoặc là một buổi chiều nay tôi có ý nghĩ là sẽ đi chợ si chang hay khan sen các gì đó. Nó không phải như này, đây là suy nghĩ. À, nó có chút đồng tình đi với ưng đương sen các y tạ, nó có nghĩa khác nữa, cái này nó có nghĩa khác nữa. Đây là tôi nghĩ là nghĩ rằng, đây nghĩ là nghĩ rằng. Còn ở đây câu của em là tôi nghĩ cái việc không hạnh phúc, tôi nghĩ là cái việc cuộc sống của mình là không hạnh, cuộc sống của mình tôi nghĩ hầu như là cái việc không hạnh phúc. À, mình chuyển thành là cái việc sẽ nghĩ đến giờ là cái việc là gì đây, tôi không hạnh phúc. Còn ở đây là. À, rồi ok nhé. Còn hai câu còn lại Lan làm chưa, Lan đọc nốt cho cô luôn nhé. Sai gì giữa không chọc à? À, Kasute Kiwi Hè So làm nuôi dưỡng ước mơ để trở thành ca sĩ cho đến bây giờ. À, đó, nè mình gì đây, mình cắn nó gắp lại thôi. Kasuka Tuệ Kiwi Hè So. Tôi suy nghĩ để trở thành ca sĩ cho đến bây giờ. À, tôi nuôi dưỡng ước mơ cho đến bây giờ. Thì là khung gì đây? Kumu Kyuta. À, Kyo Wa yok là oko isseo. Oko isseo. Vẫn còn, hiện tại vẫn còn đang. À, đang nuôi dưỡng ước mơ. À, rồi tiếp tục câu số 2. À, oresunte kumul. Oresunte. À. Orin là bé. À, oresunte kumul. À, khá chi ta, khá chi cô ít ta. Mình có không mừng gì đây, khá chi ta thì có gì đó. À, khá chơ What's the yeah, hoặc là why yeah, hoặc là ok is the yeah. Cô đã nuôi dưỡng ước mơ từ khi còn bé đến bây giờ. Ở đây xin tê cũng á. Rồi ok, được hết chưa? Câu chúc này ok hết chưa? Còn gì để hỏi cô hoặc là gì không hiểu chỗ nào cứ hỏi cô nhé. Ca su ca te gu e sa ku mo ki o wa ku isa isa yo. A re si te ku mo ka che wa sa yo. A la ka che o ku isa yo. Rồi ok, nếu chỗ này không có gì hỏi cô thì mình đi tiếp cái ngữ pháp. Cái ngữ pháp mà tiếp của mình nó rất là đơn giản, thì cô cho qua tìm hiểu thôi, tại vì ngữ pháp này mình cũng học rồi. Nhưng mà nó lại biến thêm một cái dạng kết hợp như thế này thôi. Bây giờ có thể đánh dấu sao cho cô là ngữ pháp nó đi với a ơ ya và cộng với kết tạ. Sẽ phải, cấu trúc này là có nghĩa là sẽ phải. Nó rất là đơn giản, thay vì lúc trước ở lớp 2 mình có học cấu trúc là gì đây? A, ơ, ya, tuê, tạ hoặc là ha, tạ, đúng không? Phải. Thì cái thằng phải này nó gắn với cái thằng sẽ, đó là kết cộng với kết. Thì nó sẽ ra cái thằng này. Bây giờ mình nói phải, mình nói sẽ phải, có phải mình nói là gì đây? Ví dụ như cô nói là công bu ha tạ sẽ phải học. Thì bây giờ khi không có thằng này, cô sẽ nói là công bu hà gia, à nhầm nhầm, hề gia tuê kết sơ. Sẽ phải học, đúng không?
Còn cái thằng này thì nó rút gọn lại thằng rút chữ T thôi. Nó sẽ là Oaya Keta. Người ta không nói có chữ T này mà lúc nào người ta nói cũng có trường hợp người ta nói là Kombu Heya Ketsoy ạ. Vẫn bằng nghĩa nhau. À, cho nên là nó rất đơn giản, cái này là phải lên lớp 2. Lớp 2 mình học rồi. Thay vì gì đây? Aya tuy tạ mình cũng học rồi, Aya ha tạ cũng là mình học rồi. Thì mình nói sẽ phải, mình thêm vào kết là sẽ phải thôi. Kombu he ya han coi gì hoặc là kombu he ya ketsuyo. Ketsuyo thì nó hợp lý hơn. Sẽ phải học kombu he ya tuy ketsuyo. Ok. Mà kombu he ya ketsuyo vẫn ok. Đó là ngữ pháp. Ngữ pháp này. Đó, chính là cấu trúc aya teta ha ta cộng với kết thành là sẽ phải. Phải kết là sẽ hay là gì đây, cộng ha ta này là sẽ phải ra, rất là đơn giản. Nhưng mà ở chỗ này đôi khi người ta lại lược bỏ cái kê đi, tê đi, người ta chỉ gọi là aya keta thì nó cũng có nghĩa là như thế. Cho nên là sau này người ta để là kombu he ya te ketsuyo vẫn là sẽ phải. Và người ta để kombu he ya mà không có tê, ketsuyo vẫn là sẽ phải. Người ta thì dây tóm tắt lược bỏ thằng tê này đi. À, vẫn có nghĩa như thế nha. Cho nên là sau này mình nhìn người ta viết vậy, người ta mình bảo là hoặc người ta viết vậy mình bảo là người ta thiếu hoặc là người ta sai. À, nhưng mà không. À, những ngữ pháp nào mà người ta cứ chia rồi người ta rút gọn lại đi. Và người ta nói cho cô nói rất là nhiều. Và vậy đây ví dụ như mình nói là phải nghỉ ngơi mới được chẳng hạn. Suy ya te ketsuyo. Còn không mình muốn nói rút gọn đấy. Suy ya ketsuyo. Suy ra và cộng với kết tà, còn này là tuê kết tà và ha kết tà, cái nào cũng được. Mình nhớ nha, đây là cấu trúc nhỏ, mình có thể ghi như thế này là ok. Cấu trúc e ya a ơ ya kết tà bằng với cấu trúc a ơ ya tuê tà ha tà cộng với kết. À, hai thằng này hay là một cái trường hợp nữa. Suy ơ ya tuệ kết sơ yo nó bằng với suy ya kết sơ yo. Người ta không có chữ t, lược bỏ t đi. Bằng nhau. Rồi, ok nha. Trường hợp này là gì đây? Đơn giản, cái nào đơn giản cô đánh dấu sao cô viết lại. Tuy gần là cô không cho các bạn biết, nhưng các bạn khi mà gặp cô chú này các bạn cũng biết nó là nghĩa như thế. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ một chút để cho mình biết kỹ hơn một chút, mình khỏi phân vân gì cả. Đó, đó là cấu trúc tìm hiểu để mình gì đây. Trong cái bài này nó có cấu trúc này nữa, nhưng mà cấu trúc này nó rất là dễ cho nên là tìm hiểu thôi. Rồi bây giờ thời gian còn lại cô sẽ cho các bạn học cấu trúc cuối cùng. Đó là động từ đi với tính từ đi với amuri và cộng với aoto. Động từ tính từ nó sẽ đi với amuri. Amuri này có thể lược bỏ và có thể thêm vào không sao cả. Và cộng với aoto. Danh từ thì đi với y và cộng với rato. Có bắt chim thì đi với y rato, không có chim thì đi với rato đây nha. Cấu trúc này nó có nghĩa như thế nào? Ghi xong rồi cô đọc lý thuyết nha.
Rồi, bây giờ cô đọc nha. Cấu trúc này được sử dụng khi nói đến một việc. Cấu trúc này được sử dụng khi nói đến một việc. Cấu trúc này được sử dụng khi nói đến một việc. Các bạn để cùng một tí, cô đóng cửa lại ở bên ngoài hay không? Rồi, cô đọc lại nha. Cấu trúc này được sử dụng khi nói đến một việc ở vế sau xảy ra, không liên quan đến hành vi trạng thái ở vế trước. Cấu trúc này được sử dụng khi nói đến một hành vi ở vế sau xảy ra, không liên quan đến hành vi và trạng thái ở vế trước. Cô đọc lại nha. Cấu trúc này sử dụng khi nói đến một việc ở vế sau xảy ra, không liên quan đến hành vi và trạng thái ở vế trước. Không liên quan đến hành vi và trạng thái ở vế trước. Vế trước. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là cho dù chấm 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 nhưng. Hoặc là kể cả nhưng. Hoặc là cho dù nhưng thì cũng. Cho dù nhưng hoặc là cho dù thì cũng. Kể cả nhưng hoặc kể cả thì cũng. Chấm 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 tương đương với nghĩa tiếng Việt là cho dù chấm chấm thì cũng. Hoặc là kể cả thì cũng đi cho nó nha, sau này mình còn học là nưng tệ tô và chi đà tô, hoặc là mình học là gì đây, à, chi tơ đà tô, rất là nhiều cấu trúc. Mình ghi cái này đi, thì cũng đi cho nó chính xác hơn. Cho dù thì cũng, kể cả thì cũng, hoặc là kể cả thì cũng. Chấm 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 cho dù thì cũng, kể cả thì cũng. Rồi bây giờ cô ví dụ một ví dụ động từ tính từ nha. Cấu trúc này cũng rất đơn giản và rất là hay. Ví dụ như hôm nay cho dù bận thế nào đi chăng nữa chẳng hạn thì cũng, à, ví dụ như bây giờ các bạn hôm nay bận thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng gì đây,
à đi xem phim cho dù bận như thế nào để được thì tôi cũng sẽ gặp bạn, vân vân vân. À thì ở đây cô có Amuri. Amuri có thể thêm vào, tôi hãy bỏ đi. Bappato. Đồng tình đi với A tô, bà pư tà. Cô chia về gì đây? A ơ thì nó thành là bập ba và đi với tô và quy tắc. Chia vào đuôi A ơ như nhau hồi nãy, A ơ kha tạ A ơ ô tạ cũng thế. Đó, kết thúc bài nghị thì mình thêm A ô thì mình thêm A vào thôi. Amuri bập ba tô ô nưng cốt mạnh na có gì à? Cho dù bận như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng sẽ gặp bạn, tôi cũng sẽ gặp, hoặc là cho dù bận đi nữa thì hôm nay tôi cũng đi đến đâu để gặp đấy, đúng không? Đúng không? À. Rồi tiếp theo, bây giờ cô thêm một ví dụ nữa. Bây giờ mình thích cái đó này, vì tôi rất thích cái này cho nên cho dù đắt đi chăng nữa thì tôi cũng phải mua. Y cơ y kha băng chẳng hạn, y kha băng nổ mua chùa hệ gió, hoặc là nổ mua chùa hay cái tên này, hoặc là nổ mua chùa a gì đây. Ca chiều cô thì ở đây lớp 4 bên đây, cô quên cho một ca chiều cô lớp 4 rồi. Temune hoặc là Ayaser hoặc là Nika. Ikaban. Tôi thích cái này quá rồi, cặp này quá rồi. Nomu cho a hệ sao? Cho dù đắt đi xa ta. Bisato. Tôi cũng muốn mua hoặc là phải mua. Sakushifei hoặc là Sayateo. À. Bây giờ ví dụ như bây giờ cô muốn nói động từ, à cho dù mình nghe tài sự nhiều đi chăng nữa, xem phim nhiều đi chăng nữa thì mình cũng không thể hiểu được. À ở đây cô có du sư mã ni bà tô hoặc là mã ni từ đờ tô. Du sư là gì đây, là tài sự điêu sư nha cô nhỉ. Nêu sư nêu sư đứng Mani tức ta đi bắt đắc đi vay yo tư rờ to ý gia hành sụp rồi thì cũng không thể hiểu được. Yeah, hành sụp sợ. Yeah, ta. À, cấu trúc này nó rất là hay và nó cũng dễ, không có gì khó cả. Ví dụ như ô nâng phía cao quả tốt, cho dù hôm nay trời mưa đi chăng nữa tôi cũng phải đi học, tôi cũng sẽ đi học chẳng hạn, tôi cũng sẽ đi đến trường, hoặc là tôi cũng sẽ đi đến tham gia cái buổi biểu diễn gì đó. Ô nâng phía cao quả tốt hqkayateo, hoặc là phải đi đến bệnh viện. Ví dụ như hôm nay cho dù bận đi chăng nữa cũng phải đưa con đi đến bệnh viện, hoặc là cũng phải đưa con đi chơi, vân vân vân. Như trường hợp hồi nãy ô amuri bà ba to ô nưng gì đây e kiren có thể là pha tèo. Ví dụ như đưa con đi đâu đấy, nụ đi băng hoặc là đi chơi đấy, tại vì hứa với nó rồi, vân vân vân. À rồi bây giờ cô muốn cho tính từ là fikao tà, động từ là trời mưa. Amuri không có amuri cũng được, ở trên đây cô đâu cho amuri đâu, người ta nói amuri cũng được, cho vào amuri cho nó hay hơn thôi, còn không là không cho vào cũng được. À, cũng mang nghĩa như thế. Amuri phi ca quả tốt. Thì là gì? Hắc
khẳng coi hiểu nê in hắc kêu khẳng coi hiểu sẽ đi gì đây sẽ cũng đi đến đến trường hoặc là cho dù mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa, bận như thế nào đi chăng nữa, vân vân và vân vân, rất là nhiều ví dụ trong đời sống hàng ngày của mình. Đây là cô cho những cái bình thường thôi, chưa cho những cái mà từ mới vào đó, thì mình có học từ mới mình cho vào thôi. Ví dụ như cho dù là thất bại như thế nào chăng nữa, mình có thất bại là gì đây, shinpehata, thì tôi cũng không bỏ cuộc. Mani shinpehedo fokihachi yanayo. À, xin phép hai tà thì như vậy gì đây, xin phép hệ tô mình có là xin phép hai tà đây à, là thất bại mà hai xin phép hệ tô cho dù thất bại rất là nhiều đi như chăng nữa, hoặc là kê sắp xin phép hệ tô foki bỏ cuộc, từ bỏ, những từ này mình học hết rồi, foki ha chi an nưng coi ạ. Rồi bây giờ cô muốn nói đến danh từ hồi nãy giờ, ví dụ động từ tính từ không phải rất là nhiều ví dụ, cái này cũng rất là dễ và rất là hay, thì ở đây cô ví dụ danh từ nha. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ cô cho một cái danh từ đi. Gì nè, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể nói cái bí mật này được. Ví dụ chẳng hạn. Thì cô có Nuku hoặc là Nuka. Nuku này không có bát chim thì cô có Nukurato. Tại vì có bát chim thì đi với Irato, không có chim thì đi vào Irato. Nukurato Ibimiru. Bimi là bí mật này. Bimiru Iyaki hachimaseyo. Ví dụ như ở đây cô không nói thế như vậy. Khi học tiếng Hàn, cho dù là ai cũng phải có mắc lỗi. Hàn quốc cơ công bu hàn tê nu cu ra tô xin su. Xin su là lỗi lầm đấy. Xin su y is sưng coi. Cũng phải mắc lỗi lầm hoặc là cũng phải có lỗi lầm. Xin su ha ta. Tại vì có mắc lỗi thì phải có gì đây mới biết được. Các bạn đừng sợ lỗi lầm nha, cái bài xin su của cho các bạn đấy. À, nu cu ra tô hàn quốc cơ rừng công bu. Công bu hành tệ nữa. Cho dù bất cứ ai, nu cu là tô. Ai cũng phải mắc lỗi. Cho dù là ai, nu cu là tô. Nu ca là tô, nu cu đi hợp lý hơn. Nu cu là tô. Xin su cũng phải có lời làm mắc lỗi, hoặc là xin su hẳn coi hoặc là xin su ít xưng coi ấy, ít xưng coi ấy. Hoặc là xin su ít xoay ổ, hoặc là xin su ấy. Đó. À, rồi bây giờ cô cho một ví dụ danh từ nữa. Ví dụ như bây giờ mình có là quốc gia đi.
cho dù là nước nào hay quốc gia nào thì cũng có người xấu người tốt chẳng hạn, hay là cho dù người Hàn hay là người Việt Nam, ở đâu quốc gia nào, cho dù quốc gia Việt Nam hay là gì đây, chứ thì Hàn Quốc thì là ở đâu cũng có người xấu người tốt chẳng hạn. Cho dù là ai đi chăng nữa thì là gì đây, cho dù sống cuộc sống ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải kiếm tiền sống như thế nào đó, cũng phải sinh hoạt, cũng phải sống, cũng phải có người xấu người tốt thế này thế kia. Nạ ra, ờ tân nạ ra, cho dù đất nước nào đi chăng nữa. Này, ờ tân, ờ tất tà đi chứ, ờ tân nạ ra định ngữ đi thì thành là gì đây, cho dù đất nước nào đi chăng nữa. Ờ tân nạ na, à nạ ra là tôn, hoặc là ờ tân sa ram y là tôn. Có hai cái sa ram thì mình có y là tôn, còn nạ ra cô sẽ cho hai câu. Ờ tâm nạ ra là tô chột ưng xà ram y cô nạ pưng xà ram tu y sơ yo. Nạp bưng xà ram tí sợ yo. Cho dù người như thế nào đi chăng nữa, cho dù mình là người như thế nào đi chăng nữa, chẳng hạn ở tân xà ram y ra tô thì cũng sẽ có lúc buồn, cũng có lúc vui. Chẳng hạn ở tân xà ram y ra tô ô sưng tê tô y cô, hoặc là gì đây, hoặc là có lúc hạnh phúc cũng có lúc buồn. Hèn bốc hành tê tụi cô xuất phân tê tụi sơ ạ. Hèn bốc hành tê tụi cô, hèn bốc hành tê tụi cô xuất phân tê tụi sơ ạ. Là người như thế nào chứ chăng nữa, đúng rồi, vì người thế nào nên nó cũng có lúc hạnh phúc cũng có lúc buồn, đâu ai hạnh phúc không và cũng đâu có ai là gì đây buồn mãi. Ví dụ như bây giờ cô có vợ chồng cũng thế, cho dù vợ chồng như chăng nữa, tân bu bu rà tô, bu bu là vợ chồng không có chim, thì cũng có lúc cãi nhau, cũng có lúc là gì đây hạnh phúc, cũng có lúc cãi nhau, hoặc là cũng có lúc cãi nhau và cũng có lúc là gì đây là không đồng ý kiến với nhau, cũng không hiểu nhau. Không phải vợ chồng nào ai mà nói vợ chồng không có cãi nhau là cô không tin, không tin được. Ai nói là vợ chồng hay không cãi nhau, sống một cuộc sống rất là hạnh phúc như thế nào thì tôi cũng không tin được. Cho dù hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa, ví dụ mà ni hen bốc he ra tô thì cũng có là sao anh tê tô thì có và y ye han tê tô ốp sơ y ye ha đã đấy y ye han chi tô một gì đây han chi tô han sùi sơ yo, hoặc là mục y ye han sùi sơ yo, hoặc là mục y ye tô y sơ yo, vâng vâng vâng, rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều ví dụ. Ở tân sơ ra mì tô hoặc là gì đây, ở tân bu bu cho dù gì đây, cao như cho dù vợ chồng đi chăng nữa thì cũng có sau ta sau tê y cô và có lúc cũng không hiểu nhau y ye một thân tê tô y sơ, hoặc là y ye hai su y xin tê tô y sơ. Rồi bây giờ cái này thì để bài sau cô cho ví dụ hay hay cho các bạn làm luôn, rồi mình bắt đầu bài mới luôn. Nãy như cô nói cấu trúc này không có gì khó, với hai cấu trúc nãy cũng thế.
À, bây giờ càng về sau mình càng học cú chúc hay 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 thôi. Mình qua cái giai đoạn là tà cô nói là nói rằng và gì đây, những cái giai đoạn mà đuôi ưng nưng tà và đuôi gì đây ư âm, đó là những cái đuôi chú trọng để mình tìm hiểu. Nó hơi dài và nó hơi khó một tí, hơi khó nó chứ không phải là dạng khó. Mình tìm hiểu rồi thì mình sử dụng ok, còn tất cả về sau thì là gì đây, những câu chú sau cứ thế có nghĩa rồi, cứ thế mà mình làm thôi. Và buổi hôm sau mình sẽ học đến cấu trúc là tệ tô rồi, mình có học cấu trúc cơ tương nhỏ, bạc bơ cơ tương nhỏ, hoặc là chó a ha cơ tương nhỏ, mỗi lá két cơ tương nhỏ, vân 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 vân, hoặc là cơ tương, à người ta không nói nhiều, người ta nói ban mai người ta nói mỗi lá két cơ tương, chạy ha cơ tương, vân vân vân, các bạn nghe rất nhiều, nhưng mà ngày mai mình sẽ tìm hiểu đến cơ tương nhỏ, nó có hai nghĩa. À, và mình sẽ hiểu, tìm hiểu đến, nếu mà tìm hiểu hết cơ tương nhỏ rồi mình tìm hiểu đến tên tề và tơ là cô yo. Càng về sau ngữ pháp nó càng hay và ngữ pháp nó càng nâng cao. Thì bây giờ lớp và hai bạn không có gì để hỏi cô thì mình kết thúc buổi học đây nha. Thứ tư mình gặp lại nha. Chào hai bạn nha.